ngày hôm nay thì Ngọc Đăng Thanh và Thùy Chương có thắc mắc một chút xíu về nhạc phẩm kế. Ngọc Đăng Thanh thì nói là nhạc phẩm tựa đề là Rừng chưa thay lá. Còn Thùy Dương thì cãi nó là nhạc phẩm tựa đề là Rừng lá thay chưa. Thôi giờ em nói đi. Vâng, thưa quý vị, đúng vậy. Trong khi mà họp MC thì Thùy Dương cứ đinh đinh là nhạc phẩm tựa đề là Rừng lá thay chưa. Mà rồi chị Thanh lớn hơn cho nên là Thùy Dương không có cãi nữa. Mãi khi về nhà lục lại cái nhạc phẩm này của trung tâm Asia khi xưa thì quả nhiên là bài hát này thời đó trung tâm đã giới thiệu là Rừng lá thay chưa. Mà không những là chỉ trung tâm Asia của chúng ta mà còn rất là nhiều những trung tâm khác cũng như là trên Internet. Mãi sau này khi mà tìm được một tập nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh thì mới thấy là chị Thanh nói đúng. Nhưng mà Thùy Dương thì nhớ cũng không sai. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rừng chưa thay lá, nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh, phổ từ bài thơ Rừng lá thay chưa của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn, sáng tác vào khoảng năm 1976-77. Và nhạc phẩm này ngày hôm nay sẽ được một khuôn mặt quen thuộc của trung tâm ESA trình bày là nữ ca sĩ